Chào các bạn, tiếp tục trong bài học lần này, mình sẽ hướng dẫn các bạn các giao diện làm việc trong phần mềm SketchUp 2013. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm quen với các lệnh trong mục Construction. Mình sẽ tạo một đối tượng ở đây. Lệnh đầu tiên chúng ta tìm hiểu đó là lệnh Table Measure Tool, lệnh đo. Các bạn kích vào đây, các bạn kích vào một điểm đầu và điểm cuối của một đơn thẳng. Ngay lập tức, phần mềm sẽ tính toán cho ta độ dài của đoạn thẳng này. Đấy, mình sẽ làm lại. Đấy, mình có độ dài của đoạn thẳng này là 21,7 mm. Ngoài ra, các bạn cũng có thể sử dụng công cụ này để tạo các đường gióng, các đường hướng dẫn, chỉ dẫn bằng cách kích vào điểm, kéo lên, đánh độ cao mong muốn, ví dụ như 600, Enter. Chúng ta có thể thấy là một cái đường chỉ dẫn đã được hiện ra ở đây. Và việc này sẽ giúp chúng ta bắt điểm khi dựng hình. Đấy, mình có thể bắt điểm rất là dễ dàng. Chúng ta cũng có thể xóa cái đường này đi. Đấy, sau khi dựng hình xong. Đấy là chức năng Table Measure Tool. Thứ hai, mình muốn giới thiệu đến các bạn chức năng Dimension. Bạn có thể kích vào một đầu và đầu kia của một đoạn thẳng, kéo ra. Ngay lập tức chúng ta có một đường ký hiệu dim để đo kích thước đoạn thẳng này ngay trên bản vẽ của chúng ta. Các bạn có thể thấy công cụ này rất là trực quan và dễ hiểu. Đấy, giúp các bạn có thể trình diễn đồ án của mình một cách dễ dàng. Công cụ thứ ba mà mình giới thiệu đến là công cụ Protractor, cũng là một công cụ để đo và vẽ các đường chỉ dẫn, nhưng mà sử dụng đến các góc. Mình kích vào đây, giả sử mình có một đường góc như thế này chẳng hạn, bạn muốn đo góc này, bạn chỉ việc kích vào nó và xoay. Các bạn có thể thấy góc của chúng ta là 33,9 độ. Tương tự, giả sử bạn muốn dựng một hình. Đấy. Thì công cụ này cũng giúp các bạn tạo các đường chỉ dẫn để làm căn cứ bắt điểm. Đấy, để dựng hình tốt hơn. Ví dụ mình muốn vẽ một cái mái cho khối hộp này. Các bạn có thể vẽ như thế này. Bắt điểm. Đo góc, ví dụ mình muốn góc 45 độ. Tương tự với đỉnh kia 45 độ. Bây giờ bạn có thể thoải mái bắt điểm ở đây. Đấy. Bạn có thể tạo ra một chiếc mái cho mình. Sau khi dựng hình xong, các bạn có thể xóa các đường chỉ dẫn này. Đấy, để làm gọn gàng bản vẽ. Đây là chức năng Protractor. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chức năng đính text, đính các đường ký hiệu chú thích. Các bạn kích vào text, ví dụ như mình kích vào đối tượng này chẳng hạn, mình kéo ra. Mặc định ở đây người ta sẽ cho cao độ của đối tượng. Chúng ta có thể thay đổi thông tin của nó, ví dụ như mình điền ngôi, nhà. Kết thúc lệnh. Đấy, chúng ta có được ký thích, chú thích dành cho đối tượng của chúng ta. Đấy. Đấy là chức năng chú thích, cũng là một chức năng rất là thú vị khi các bạn diễn họa và trình bày cái ý tưởng của dự án. Tiếp theo là chức năng Asset, tức là chức năng trục tọa độ. Đôi khi dự án của chúng ta nó không được vuông góc và thẳng, mà nó lại xoay như thế này chẳng hạn. Bây giờ để dựng hình thì chúng ta sẽ rất là khó khăn vì hệ trục tọa độ của chúng ta nó vốn là vuông góc. Và để giúp các bạn dựng hình tốt hơn, các bạn có thể thay đổi hệ trục tọa độ bằng cách kích vào đây, đưa vào vị trí tọa độ mới các bạn mong muốn, ví dụ ở đây chẳng hạn, kéo vào đây, xong gióng các đường hệ trục tọa độ. Ngay lập tức chúng ta đã có một hệ trục tọa độ mới. Và bây giờ chúng ta có thể dễ dàng thao tác trên mô hình này
Đấy, vẽ các đường đấy, theo đúng hệ trục tọa độ vuông vắn, dễ dàng thao tác. Đây là chức năng Asset. Chức năng tiếp theo cũng là chức năng cuối cùng mà mình hướng dẫn trong clip lần này là chức năng 3D Text, tức là chức năng viết các đường 3D. Mình kích vào đây, các bạn điền cái dòng chữ mà các bạn mong muốn, ví dụ như là ngôi nhà đẹp. Các bạn có thể thay đổi phông chữ cho nó. Đấy, tùy chỉnh các chế độ gióng. Đấy, kích thước, ví dụ như mình chỉ muốn cho nó 500. Độ dày, mình muốn cho nó dày khoảng 300 chữ. Replace, có thể đặt nó vào đây. Chức năng này giúp chúng ta viết các cụm chữ 3D, thường để dùng làm biển quảng cáo đấy, trên công trình của chúng ta. Như vậy, trong clip lần này mình đã hướng dẫn các bạn các lệnh cơ bản trong một construction. Xin chào và hẹn gặp lại.